Ra Tết là con đi hành trình khám phá khắp Việt Nam nhé. Cứ đi, bây giờ trẻ thì cứ đi thôi. Hiện tại thì Yến đang có mặt ở nhà. Xung quanh thì vẫn còn không khí Tết, là các bạn có thấy không? Đấy, và chỉ còn vài tiếng nữa thôi là mình sẽ xuất phát đi một chuyến đi xuyên Việt 10 tháng. Hi xin chào các bạn, mình là Yến, một cô gái đến từ Bắc Giang với niềm đam mê du lịch. Và trong năm nay, 2023 thì mình sẽ thực hiện một chuyến đi xuyên Việt kéo dài 10 tháng, khám phá hết 63 tỉnh thành Việt Nam. Mình mong muốn là sẽ chia sẻ cảnh đẹp Việt Nam đến với những bạn yêu thích du lịch và cả những bạn mà ít có cơ hội được đi đây đi đó. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn khi xem clip của mình. Và đừng quên ủng hộ mình một like video, một subscribe và nhớ comment ở phía dưới nha. Mình sẽ đọc hết tất cả các comment của các bạn đấy. Và nếu mà ở địa phương các bạn có điều gì đó hay ho ấy, thì cũng đừng quên comment cho Yến biết, để có thể là một ngày nào đó thì Yến sẽ đến và quay clip về địa phương các bạn nha. Ok, hôm trước thì cũng tính là quay luôn ở nhà đấy các bạn, nhưng mà các bạn cũng biết là buổi sáng mà để chuẩn bị đi xuyên Việt, cái hành lý các thứ nó xếp sắp xếp ấy, nó mất rất là nhiều thời gian của mình và mình không kịp quay trong buổi sáng đấy. Thế nên là hôm nay thì mình có thời gian và mình đã ngồi đây để làm clip này. Rồi, và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là lý do tại sao mà mình lại quyết định đi xuyên Việt một mình trong vòng 10 tháng. Và thứ hai là mình đã chuẩn bị mọi thứ như thế nào để có một chuyến xuyên Việt như thế này. Rồi, lý do tại sao mà mình lại quyết định đi xuyên Việt thì các bạn, nếu mà bạn nào đã theo dõi kênh của mình từ lâu rồi ấy, thì cũng biết là mình làm YouTube được khoảng tầm 3-4 năm gì đấy rồi đúng không? Mà bây giờ kênh của mình mới có gần 7.000 sub. Đó là rất rất chậm so với những kênh khác. Tại vì sao? Một phần là mình làm về du lịch thì mình phải di chuyển, mình phải đi đến các nơi này, xong mình quay clip này, mình về mình hậu kỳ này. Đó, nó mất khá nhiều thời gian và tốn kém khá nhiều chi phí nữa. Mình là sinh viên mà, mình cũng không có nhiều tiền để đi ấy. Thế nên là một tháng mình có đi được một chuyến hoặc thậm chí là hai tháng mới đi được một chuyến thì cái việc ra clip của mình không thể đều được. Và người xem thì cũng dần dần không follow mình nữa tại vì mình ra clip quá là ít. Đấy, đây là một lý do thứ nhất là mình sẽ thực hiện chuyến đi xuyên Việt này để mình làm clip cho các bạn xem. Và thứ hai thì là mình mong muốn là thực hiện được một chuyến đi có ý nghĩa. Mình cảm thấy là chuyến đi này nó không phải là chỉ dành riêng cho mình đâu, mà mình biết là rất nhiều bạn tầm bằng tuổi mình hoặc thậm chí là những người lớn tuổi hơn mình, họ bộn bề với cuộc sống và họ bận kiếm tiền này, họ lo toan cuộc sống này và họ không có thời gian cũng như là không thể đi được nhiều ấy. Nên là mình với ước mơ của mình thì mình cũng mang theo ước mơ của những người khác để cùng trong cái hành trình xuyên Việt này, thì thông qua cái những cái clip hay những cái bài đăng mà mình chia sẻ ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong đấy, hay là nhìn thấy một con đường nào đó khác mà các bạn có thể theo nó để đi tới. Đôi khi là chúng ta sẽ phải thoát ra cái vùng an toàn của mình để chúng ta có thể làm được những cái điều lớn lao hơn mà nhiều khi bản thân mình cũng không thể nghĩ là mình có thể làm được ấy. Nhưng mà cứ thử đi, thử xem là Yến có thực hiện được cái chuyến đi xuyên Việt 10 tháng này hay không. Và các bạn cũng thử xem là liệu nếu mà khi bạn thoát ra ngoài thì các bạn có thể thực hiện được cái ước mơ mà các bạn đã ủ hay không. Và lý do thứ ba là mình đi để mình tìm kiếm chính con người mình. Mình xem là mình phù hợp với nơi nào, với vùng đất nào, cuộc sống ở đâu sẽ phù hợp với mình. Mình làm công việc gì? Đấy, thì là đi để tìm bản thân. Rồi, và tại sao lại là 10 tháng? Các bạn nghĩ thì dài đúng không? Nhưng mà đây nhá, máy tính nè. Mỗi tháng 30 ngày, 10 tháng là 300 ngày. 300 ngày chia cho 63 tỉnh thì mỗi tỉnh cũng chỉ được 4 đến 5 ngày thôi. Mà bình thường các bạn đi, các bạn có đi du lịch thì một chuyến các bạn cũng đi khoảng 4 đến 5 ngày đúng không? Thì một tỉnh đi 4 đến 5 ngày. Đó, mình cứ nhân lên như thế thôi. Và trong cái plan của Yến thì Yến có thể chia sẻ cái plan của Yến cho các bạn trong một cái clip sau đi, vì nó khá là dài, nó khá là nhiều thứ ấy. Đấy, mình sẽ làm một clip khác. Thì nói lại cái vấn đề mà 4 đến 5 ngày ấy, thì trong đó mình đi quay 2 ngày và 2 ngày còn lại thì mình sẽ ở nhà edit video này, chỉnh ảnh này. Đấy, cái lý do mà tốn thời gian là ở chỗ đấy đấy. Mình khác với những bạn đi xuyên Việt kiểu ngắn ngày khác, các bạn đi 1 tháng, 2 tháng ấy, là các bạn đi trải nghiệm và chụp ảnh check in thôi. Còn mình đi để làm nội dung, đi phải quay chụp. Và trong cái khoảng thời gian quay chụp đấy, để mình có thêm cái kinh phí thì mình vẫn phải làm việc nha. Và mình vẫn phải tìm kiếm các đối tác, các brand, homestay, nhà hàng, khách sạn ấy, họ booking review đấy. Mình phải làm đan xen giữa việc là sản xuất nội dung cho kênh mình và sản xuất nội dung cho khách hàng, để mình có thêm thu nhập, để có thêm chi phí, để có thể thực hiện được một cái chuyến đi dài ngày như thế. Thì mình cũng phải tính toán khá là nhiều.
Nếu mà bảo không tính thì rất khó để thực hiện chuyến đi này, mình nói thật. Ok, và chắc là nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc là liệu Yến đi dài ngày như thế thì bố mẹ Yến có biết hay không? Và bố mẹ Yến cảm thấy như thế nào, đúng không? Thật sự mà nói thì từ bé đến lớn thì Yến rất là may khi là bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của mình. Từ việc là mình chọn trường đại học này, mình làm các công việc gì á, thì bố mẹ đều luôn ủng hộ. Yến cảm thấy như là Yến rất được là các bậc phụ huynh tin tưởng nha. Bạn bè mà muốn đi chơi là luôn rủ Yến đến, gọi Yến đến nhà và mày ơi mày đến rủ tao đi thì bố mẹ tao mới cho đi. Đấy, thế nên là mình cảm thấy là mình có được lòng tin của các bậc phụ huynh và kể cả bố mẹ Yến nữa. Bố mẹ chắc là bố mẹ cũng nhìn thấy là mình có một sự trưởng thành nhất định, một sự chín chắn nhất định rồi, nên bố mẹ mới cho mình đi như thế. Có một điều nữa, đó là trong khoảng 3-4 năm gần đây mà Yến làm YouTube ý, thì ở nhà người mà cày view nhiều nhất có lẽ là mẹ. Mẹ thì mang điện thoại đi bảo cho nó mở hộp xem chưa. Mình khá là bất ngờ khi mà mẹ đến công ty và các buổi trưa nghỉ trưa ấy, thì mẹ thường mở video của Yến lên rồi giới thiệu cho những bác đi làm cùng mẹ ấy, là đây con gái tôi này, con gái tôi kia. Mình cảm thấy như là kiểu mẹ mình rất tự hào về mình ấy. Đấy là cái điều mà mình thật sự, đấy là một cái động lực cho mình để mình có thể đi và mình làm clip để cho mẹ xem, để mẹ có thể thấy được con gái của mẹ trưởng thành như thế nào. Còn về phần bố mình ấy, thì bố cũng không nói nhiều đâu. Bố chỉ bảo một câu thôi, cứ đi đi. Mình biết là bố mình ủng hộ mình mà. Còn hành trang mà Yến chuẩn bị cho chuyến đi này ấy, thì nó rất nhiều thứ các bạn ơi. Mình nghĩ là sẽ đủ cho một clip sau đấy, nên là Yến sẽ làm một cái clip sau cho các bạn nhé. Trong chuyến đi này đối với Yến thì an toàn là trên hết. Mặc dù là Yến đã có mua bảo hiểm nhân thọ để phòng cái trường hợp bất chắc nếu mà xảy ra một cái vấn đề gì ấy, thì mình cũng không phải là gánh nặng của gia đình về kinh tế đấy. Nói chung là cái bảo hiểm nhân thọ này khá là hay, các bạn có thể tìm hiểu nhé. Thì mình mua của Manulife, thì là một cái công ty bảo hiểm rất là uy tín ở Việt Nam đó. Thì mình có tìm hiểu một thời gian rồi và mình gặp được một bà chị rất là có tâm đấy, nên mình đã mua. Và các bạn có thể tìm hiểu thử. Cái thứ hai mà mình luôn luôn ghim trong đầu mình ý, đó là 30 các bạn ạ. 30 ở đây là gì? Thứ nhất, đó là không rượu bia và chất kích thích. Mình nói không nha. Mình đi khá là nhiều nơi rồi, mình biết là ở các vùng miền đều có những cái nét văn hóa và mọi người rất là thích uống rượu ấy. Ở quê mình cũng thế thôi, nhưng mà mình con gái mà, đảm bảo an toàn, nên là không rượu bia, không chất kích thích. Và thứ hai, đó là không đi tối và đêm. Buổi tối và ban đêm thì mình sẽ khó nhìn đường, đúng không? Thêm nữa là mình sẽ gặp nhiều cái rủi ro hơn vào ban đêm vì vắng người á. Đi ban ngày cũng đã vắng người rồi, ban đêm không có ai đáng sợ nữa, nên là tốt nhất là không đi đêm. Và thứ ba, đó là không quá tốc độ. Thật sự mà nói thì mình là một đứa con gái thích cảm giác mạnh này, thích tốc độ này. Nhưng mà để đảm bảo cho chuyến đi này thì mình sẽ không đi quá tốc độ. Mặc dù người ta có câu là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Nhưng mà nếu mà đi một mình mà đi nhanh ấy, thì biết đâu đó một cái gì nó xuất hiện đột xuất trên đường ấy, thì mình sẽ không kịp xoay sở được. Nên là thôi, cứ đi bình tĩnh, thong thả, vừa đi vừa ngao du ngắm cảnh, đúng không? Mình có nhiều thời gian mà, mình có tận 10 tháng cơ mà, phải không bạn? Vội gì chứ? Tớ và mẹ tớ đang đi ra mộ của ông. Trước khi con gái đi xuyên Việt, giơ cái khẩu trang ra cho nó xinh đẹp nào. Xinh đẹp rồi. Sáng mai con gái lên đường thì mẹ có chúc con gì không? Mẹ chúc con mạnh khỏe lên đường, gặp nhiều may mắn. Không chúc là đi sau hành trình này kiếm được người yêu à? Anh cứ từ từ, người yêu từ từ. Chứ dục lấy chồng. Đã, từ từ. Lại làm đã, lại có người yêu lại đòi cưới ngay. Cứ bình tĩnh. Chưa cưới được à? Các bạn cưới hết rồi. Cứ bình tĩnh. Các bạn cũng cưới hết rồi đấy. Hồng 27 tuổi mới lấy chồng. Là vội gì nhỉ? Cứ đi chơi đã nhỉ? Chưa lấy chồng thì còn được đi chơi, chứ lấy chồng rồi chả đi đâu. Đấy, lời nhắn gửi của mẹ mình đến mình cũng như là tất cả các bạn đấy. Các bạn con gái nhá. Bình tĩnh lấy chồng. Mẹ chúc mai đi cho là gặp nhiều may mắn. Đi trở về. Về với mẹ. Chị chào khán giả đi. Con chào khán giả, con chào cô chú. Con chào cô chú. Con chào cô chú. Mới ngủ dậy à? Cô Yến sắp có một hành trình dài. Úi dồi, đi xuyên Việt ấy. Thế con chúc cô Yến thế nào nhỉ? Bạn giọng bình an. Con chúc bạn giọng bình an, nó to lên.
bên em Khang kìa. Em Khang ơi, em Khang ôm của Yến một cái đi. Em Khang ôm của Yến một cái nào. Em Duy ôm của Yến một cái nào. Giơ tay lên chào khán giả nào. Yeah, con chào các cô các chú. Các cô các chú nhớ ủng hộ cô Yến bằng cách subscribe kênh nha. Nhẹ, ở nhà em Khang bật TV Yến Vi Vu xem nhá. Để gặp cô Yến nhá. Khi nào nhớ cô thì gọi điện cho cô nhá. Nhớ chưa? Bảo ai gọi cho nhỉ? Mẹ. Cũng như là khỏe ạ. Ừ. Đi đâu làm YouTube hơn. Rất là nhiều xem. Ừ. Rồi đi đâu cũng được được may mắn. Ôi dồi, chúc khéo thế nhỉ, học đâu ấy. Ok, một điều cuối mà em muốn nói với các bạn đó chính là khi mà mình còn trẻ, mình có thời gian, mình có sức khỏe ấy, thì mình hãy cố gắng làm tất cả những điều mình muốn, để sau này khi mà mình nhìn lại, mình sẽ không cảm thấy nuối tiếc vì những gì mà mình đã trải qua. Ok, và mình là Yến Vi Vu, một cô gái đến từ Bắc Giang, yêu du lịch, thích tự do, đang trên hành trình xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành Việt Nam. Và nếu mà các bạn muốn ủng hộ hành trình của Yến á, thì rất đơn giản, nhất là like video này, thứ hai là comment xuống dưới, và thứ ba là subscribe kênh, nhớ bật chuông để khi mình ra clip mới thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.